Hướng dẫn sử dụng chat riêng miễn phí với bác sĩ trên IV Bác sĩ ơi. Bước 1. Tải ứng dụng IV Bác sĩ ơi. Truy cập vào kho ứng dụng trên điện thoại và tải về ứng dụng IV Bác sĩ ơi. Lần đầu tiên vào ứng dụng, bạn sẽ thấy thông báo dùng thử tính năng chat riêng với bác sĩ. Trong những lần đăng nhập tiếp theo, bạn có thể truy cập tính năng này bằng cách nhấn vào icon phía dưới bên phải màn hình. Bước 2. Màn hình sẽ hiển thị giao diện chọn bác sĩ. Bạn có thể tư vấn miễn phí với các bác sĩ có thẻ free màu vàng. Bước 3. Chat trực tiếp với bác sĩ. Bạn có thể hỏi đáp với bác sĩ trong 24 giờ kể từ khi bác sĩ trả lời tin nhắn đầu tiên. Lưu ý, người dùng sẽ được miễn phí một lượt hỏi đáp riêng với bác sĩ mỗi tháng. Còn chần chờ gì nữa, hãy tải ứng dụng IV Bác sĩ ơi và trải nghiệm ngay bạn nhé!